Kính thưa toàn thể quý vị và đón tiếp chương trình giao lưu hát với nhau tại sân khấu Thúy Hằng ngày hôm nay, mình vẫn lên xin được giới thiệu đến toàn thể quý vị một sáng tác của soạn giả Ngô Hồng Khanh, bài hát được mang tên Cung Đàn Mới. Và với bài hát này xin mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của Ngọc Huệ và Nguyễn Văn Lên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Dạ, xin cảm ơn thầy.